ai bị mồ hôi tay, chân, làm theo cách đơn giản này là khỏi tiệt. Chính em đã khỏi rồi. Những người bị chứng ra mồ hôi ở tay, chân gặp rất nhiều bất tiện, khó khăn trong khi làm việc, sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là mất tự tin trong giao tiếp. Em năm nay 28 tuổi, bị chứng bệnh này từ nhỏ, càng lớn càng ra mồ hôi nhiều hơn. Em đã thử khá nhiều cách chữa mồ hôi tay chân nhưng chỉ có hiệu quả tạm thời, đến mùa nóng lại bị tái phát. Trước thì chỉ ra mồ hôi ở tay với chân, đến khi dậy thì em bị cả mồ hôi nết. Tuy không có mùi nhưng nó làm em vô cùng mặc cảm, cản trở trong sinh hoạt hàng ngày và cả trong giao tiếp nữa. Những ngày trời nôm ẩm và mùa hè nóng nực tới là chân tay em lại như gặp thời, lúc nào cũng ướt đẫm, cảm giác vô cùng khó chịu, tự ti và mặc cảm. Có một hôm, mẹ hỏi cho em được một mẹo chữa dân gian. Em khá đa nghi về mấy biện pháp khá đơn giản mà không hề tốn kém, nhưng vẫn cố thử xem sao. Kết quả thật bất ngờ các chị ạ. Em đã chăm chỉ thử suốt mùa đông và một tháng ngày tiết trời nôm ẩm. Thế này mà tay chân em lại không còn ra mồ hôi nữa. Nay em chia sẻ lên đây, các chị hay gia đình có người đang tìm cách chữa mồ hôi tay chân thì tham khảo xem sao nhé. Nguyên liệu: thật nhiều lá lốt, nhổ cây lá lốt lấy cả rễ, cắt bỏ phần ngọn, rửa thật sạch rễ. Muối trắng. Cách làm: lá lốt kèm rễ, đem phơi cho tái đi, cắt thành từng khúc dài 10 cm, tách để riêng phần lá, thân và rễ, rồi đem xào vàng, trên chảo từng phần một. Cũng có thể xào chung, nhưng cho rễ vào xào trước, rồi đến thân và cuối cùng là lá, cho đến khi cả mẻ ngả màu vàng sẫm là được, có mùi thơm, không bị cháy đen. Để lá nguội, rồi trải trên nền đất sạch, đậy bằng vải kín tránh bụi bẩn. Sau 2 ngày, lấy lá lốt cho vào lọ kín hoặc túi ni lông, bảo quản dùng dần. Mỗi ngày, các chị lấy một nắm lá lốt khoảng 30g, cho vào 500ml nước cùng một chút nước muối trắng, rồi đun sôi trong 15 phút. Sau đó chắc lấy nước bỏ bã đi, uống cả ngày như uống nước chè, mỗi ngày một ấm, uống liên tục trong vòng 7 ngày. Sau khi ngừng uống 4 đến 5 ngày, tiếp tục uống thêm một tuần nữa, kiên trì uống 6 tháng liên tiếp, bệnh sẽ hết hoàn toàn. Trong trường hợp bệnh nặng bẩm sinh thì nhất định phải kết hợp thêm 2 bước nữa để cách chữa mồ hôi tay chân bằng lá lốt và muối hiệu quả hơn nhé. 1. Làm nước ngâm tay chân. Rửa sạch và cắt nhỏ 30g lá lốt tươi, cho lá lốt vừa cắt vào nồi cùng 1 lít nước sạch, đun sôi cho thêm ít muối vào nồi, chờ nước ấm, sau đó ngâm tay và ngâm chân vào. Làm thường xuyên mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ, mỗi lần ngâm từ 10 đến 15 phút. 2. Xông hơi. Dùng lá lốt cắt cả cây, cây già một chút thì tốt hơn, lấy cả phần rễ trên mặt đất, đem về rửa sạch. Lấy khoảng 100g lá lốt, cắt nhỏ, rồi cho vào 1 lít nước cùng một chút muối đun sôi khoảng 15 phút. Sau khi nước sôi, bắt nồi xuống, để một tấm khăn xô lên trên nồi đã mở nắp, rồi xông hơi nóng lần lượt từ tay đến chân. Xong cho đến khi nước trong nồi nguội bớt thì ngâm chân tay vào nồi nước ấm đó, mỗi lần một lần trong khoảng 30 phút. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một bắp ngô mỗi sáng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ không tin những gì xảy ra. Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra khi bạn ăn một bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày? Nhiều người đã áp dụng chế độ ăn này và hoàn toàn sốc với những gì xảy ra. Ngô là một trong những thực phẩm phổ biến nhất thế giới. Dù người lớn hay trẻ em, gần như ai cũng thích ngô vì vị ngon ngọt của nó. Hơn nữa, ngô còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Ngô giàu vitamin B1, B5, C, phosphor, mangan, folate và chất xơ. Một bắp ngô luộc chứa tới 177 calorie. Vì thế, có rất nhiều lợi ích sức khỏe nếu bạn ăn ngô thường xuyên. Theo Liver Trong,
Nhiều người đã áp dụng chế độ ăn gồm một bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày và kết quả nhận được đã khiến họ bị sốc. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngô cực kỳ giàu flutein, còn được gọi là vitamin B9. Theo naturalhomeremedy.org, việc hấp thụ flutein giúp giảm mức hormone creatinine trong cơ thể. Hormone creatinine là một amino acid có thể phá hủy các mạch máu. Mức hormone creatinine cao có thể khiến bạn bị đau tim, đột quỵ và co thắt mạch ngoại vị. Việc bổ sung flutein hàng ngày bằng cách ăn ngô có thể giảm nguy cơ bị đau tim tới 10%. Ngừa ung thư. Ngô chứa một hóa chất tên là beta-sitosantin. Về mặt hóa học, beta-sitosantin tương tự beta-carotene. Cơ thể chuyển đổi beta-sitosantin thành vitamin A khi tiêu thụ thực phẩm. Theo một nghiên cứu được xuất bản, có một mối quan hệ nghịch đảo giữa việc tiêu thụ beta-sitosantin và sự phát triển ung thư phổi. Điều này có nghĩa là càng tiêu thụ nhiều beta-sitosantin thì nguy cơ mắc ung thư phổi càng giảm. Đồng thời, một nghiên cứu khác cho hay việc tiêu thụ các ngũ cốc nguyên hạt như ngô có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Cải thiện trí nhớ. Ngô chứa hàm lượng cao thiamine hay còn gọi là vitamin B1. Theo whatfood.org, thiamine là một dưỡng chất thiết yếu cho tế bào não và hoạt động nhận thức. Cơ thể cần thiamine để sản xuất acetylcholine. Acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để duy trì hoạt động của bộ nhớ. Một trong những yếu tố chính gắn với bệnh Alzheimer là mức acetylcholine thấp. Vì thế, ăn ngô mỗi ngày giúp bạn duy trì trí nhớ tốt khi về già. Bảo vệ thị lực. Theo afoodnews.com.au, ngô chứa chất chống oxy hóa zeaxanthin. Đây là sắc tố màu vàng được tổng hợp tự nhiên trong ngô. Hấp thụ zeaxanthin có thể giúp phòng ngừa các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, ngô còn chứa flutein và beta-carotene, vốn có thể giúp phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng. Giảm cân. Với những ai muốn giảm cân, ăn ngô buổi sáng cũng là một phương pháp cực kỳ hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa. Vì ngô chứa nhiều chất xơ, lại ít chất béo, nên nó khiến bạn có cảm giác no lâu. Một mẹo nhỏ để loại bỏ bớt lượng đường tiết ra từ ngô là bạn hãy cho thêm một chút muối khi luộc. Phương pháp này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn. Ngừa táo bón. Với những ai bị táo bón, một bắp ngô mỗi sáng là phương thuốc tự nhiên hiệu quả giúp giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu do căn bệnh này gây ra. Chất xơ của ngô sẽ kích thích nhu động ruột, làm quá trình bài tiết phân của cơ thể dễ dàng hơn. Chống lão hóa. Làn da đẹp, hàm lượng vitamin E và magie trong bắp ngô có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đem lại sức sống cho làn da của bạn. Với những công dụng tuyệt vời kể trên, ngô xứng đáng trở thành lựa chọn đầu tiên cho bữa sáng của bạn. Hãy ăn ngô để tận dụng những lợi ích kỳ diệu của nó nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họa vào thân nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải. Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình. Vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng, các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối, ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy,
giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải. Điều này xảy ra tình trạng quá liều, có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời. Sai lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói, vì khi đó ăn chuối vào bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn. Bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện, nên có một số người khi bị táo bón, họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết, chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại, nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chúng sau bữa cơm, sau khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói, thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói, vì trong chuối có chứa nhiều magie. Ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu, có thể gây mất cân bằng tim mạch và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối, nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai mắc chứng tóc bạc sớm thì đọc ngay bài viết này, bạn sẽ mừng rơi nước mắt vì tóc đen và xuân mượt trở lại đấy. Những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng biến thành đen nhánh sau khi bạn đọc xong bài viết này nhé. Vì nhiều lý do khác nhau mà có người tóc bạc xuất hiện sớm hoặc quá nhanh so với tuổi thực của mình, khiến họ không khỏi buồn phiền và lo lắng. Dù họ đã sử dụng nhiều cách như uống thuốc, ăn uống để cải thiện tình trạng này, nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý. Nhưng bạn đừng quá lo, bạn chỉ cần chạy ngay ra chợ mua khế chua rồi về làm theo cách dưới đây thì các sợi tóc bạc sẽ sớm đen nhánh trở lại. Bởi trong khế chua có rất nhiều vitamin C kích thích tóc mọc nhanh. Không những vậy, còn biến các sợi tóc bạc đen trở lại. Chính vì thế, đây là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn trị tóc bạc sớm đó. Nguyên liệu cần có 3-5 quả khế chua. Lượng khế này phù hợp với độ dài và dày của mái tóc bạn. 150ml nước dừa tươi, tương đương bằng một cốc nước lọc bình thường. Một thìa canh mật ong, máy xay sinh tố, rây lọc, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu. Khế mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì tắt máy. Lấy rây lọc bỏ đi phần bã,
để thu được phần nước ép khé nguyên chất vào bát. Cách làm: cho hàm lượng nước dừa tươi cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát, chứa nước ép khé rồi dùng thìa khuấy đều. Để các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nước đồng nhất là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng: bước 1. Làm ướt tóc và da đầu trong vòng 1 phút bằng nước ấm. Bạn nên dùng tay vò qua tóc để làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn trên các sợi tóc. Đồng thời để các nang tóc giãn nở, hỗ trợ các dưỡng chất phát huy tác dụng một cách hiệu quả hơn. Bước 2. Sau đó, thoa đều hỗn hợp nước ép khế, nước dừa, mật ong lên toàn bộ mái tóc, sao cho tóc và da đầu được làm ướt hoàn toàn trong hỗn hợp này. Bước 3. Rồi bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Đến khi thấy phần bột trắng nổi lên thì dừng lại và lấy một chiếc khăn quấn gọn tóc lại ủ trong vòng 15 phút. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, mái tóc sẽ khô đi một phần nào đó. Bạn hãy bỏ khăn ra rồi gội sạch tóc và da đầu bằng dầu gội, dầu xả. Bước 5. Cuối cùng, lau tóc bằng khăn và để khô tự nhiên là xong. Để đạt hiệu quả trị tóc bạc một cách tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này 2-3 lần trên một tuần. Sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn lo tóc rụng hay những sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh đen nhánh trở lại. Hơn nữa, hỗn hợp này còn giúp tóc bạn trở nên bóng khỏe, ngăn chặn tình trạng sơ rối hay chẻ ngọn nữa đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.